Khoảng 18 giờ 30 theo giờ Việt Nam, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới Neymar đã chính thức ra mắt câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Trước đó, gã nhảy giò nước Pháp đã cho hẳn một truyền cơ đón Neymar và người đại diện từ Barcelona tới Paris. Ở kênh phát trực tiếp lễ ra mắt này trên Facebook và YouTube của câu lạc bộ đã có hàng trăm ngàn khán giả trên khắp thế giới theo dõi. Tiền vệ Javier Pasto đã nhường áo số 10 cho Neymar. Ở mùa giải tới, tiền đạo người Brazil sẽ nhận mức lương 600.000 bằng anh mỗi tuần. Theo báo chí Pháp, dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Pháp, Paris Saint-Germain đã kịp thời đăng ký cho Neymar tham dự trận đấu mở màn Ligue 1 của Paris Saint-Germain vào ngày 5 tháng 8, trận đấu mà đội chủ sân công viên các hoàng tử chạm trán đối thủ Amiens.